Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những cái giò lan đẹp để các bác sưu tầm nhá. Đây em lên cho các bác một cái giò hạc vĩ to như thế này này các bác này. Toàn bộ thân tơ nha các bác nhá. Đang sưng nụ nhá. Nụ rất to rồi này các bác này. Một giò như thế này em đến thân tơ cho các bác nha. Đôi 4 6 8 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Còn những cái thân ngắn này có 3 thân ngắn nữa. 3, 2, còn 2 thân ngắn nữa, tổng là 21 thân nha các bác nha. 21 thân hạc vĩ. Em bán cho các bác với giá là 2 triệu 800 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 1 nhá. Hay là lấy 2 triệu 600 đi. Cho nó số nó đẹp đi. 2 triệu 600 nhá. 21 thân nhá. 20 đôi 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 14, 16, 18, 19 thân dài nhá các bác nhá. 12 thân ngắn nữa là 21 thân. Cho giò số 1 nhá. 2 triệu 600. Số 2 này các bác này. Một giò sato đỏ này các bác này. Hoa đây nha, có một bông nở nha. Cái giò này có 6 bông nhá. 6 bông nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha, cái chậu bê tông này em sẽ thay cho các bác thành chậu nhựa nhá. Để cho nó đỡ nặng nhá. Cho giò số 2. Đây số 3 này các bác này. Nó nở rồi nhưng nó đẹp lắm các bác ạ. Đấy, nó mới nở trúng chím thôi. Một giò sato đỏ như thế này nhá các bác nhá. Em bán cái này được 7 bông nhá. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu tiếp nhá. Chưa bao gồm phí ship nhá các bác nhá. Cho giò số 2. Số 3 này. Một giò sato hoa vàng nhá các bác nhá. Hoa vàng nhá các bác nhá. Vàng chanh nhá. Em bán giò này 23 bông nhá. 23 bông nhá, em bán cho các bác với giá là 2 triệu nhá. Cho giò số 4 nhá. Số 5 này. Có 3 cây này người ta gọi là cây quế tím nguyên bản từ rừng nhá. Nguyên bản từ rừng nhá. 3 cây như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 5. Số 6 này. Cây này các bác này nhìn lá to chưa? Đấy, lá to nhá. Hai cây nha, nguyên bản từ rừng. Em bán hai cây như thế này cho các bác nhá, với giá là 150.000. Cây lá từ gốc này các bác này. 150.000. Cho hình số 6. Số 7 này, một cây này. Các bác này, một cây này. Ở chỗ em thì nó không có quế tím như em phải nhập về nhá các bác nhá, một mẹ một con này. Đấy. Nguyên bản từ rừng. Các bác nhá, nguyên bản nhá. Một mẹ một con, nguyên bản. Đấy, đẹp nhá. Cây này thì em bán cho các bác với giá là 190.000. 190.000 nhá. Cho hình số 7. Số 8 này. Đấy, cây lá, cây xanh đét này các bác này. Đấy, đây nhá. Một cây nguyên bản như thế này. Em bán cây này cho các bác với giá là 150.000 nhá. Cho hình số 8. Số 9 này các bác này. Cây này thì lại đỏ au này. Đấy, đẹp chưa? Quế tím nhá.
ơi, một cái cây như thế này đẹp. Em bán cái cây này vừa lá to vừa đẹp như thế này, em bán cho các bác với giá là 180.000 nha. 180.000 nha. Cho hình số 10. Số 11 này các bác này. Một cái giò quế, một cái cây quế tím như thế này, lá to chưa các bác? Đấy. Cây này thì bác nào lấy thì em để cho là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho hình số 11. Số 12 này, vừa nhiều cặp lá vừa chỉ thiên này. Đấy các bác nhá, vừa chỉ thiên nhá. Em bán cây này cho các bác với giá là 180.000. Cho hình số 11, à 12. Số 13 này, cái cây này thì lá cũng từ chân nhưng nó bé thôi. Đấy, lá cũng to, tương đối là to nha. Em bán cây này cho các bác với giá là 100.000 nha. 100.000 nha. Cho hình số 13. Số 14 này các bác này. Đấy. Một cái giò đen rô trắng nha, hoa đây nha, nụ đây nha các bác nha. Toàn bộ là nụ hết. Đấy. Toàn bộ là nụ nha. Đang sưng hết nụ rồi. Cái ki của nó cũng có nụ nha các bác nha. Ki của nó cũng nụ. Tổng thân hoa của nó là được 7 thân nha. 7 thân nha. 7 thân hoa nha. Em bán giò này cho các bác này. Bán giò này cho các bác nha. Với giá là 450.000 nha các bác nha. 450.000 nha. Cho hình số 15. Số 16 này. Cái này là 3 thân tư, 4 thân tư này. Và có 4 thân hoa này các bác này. Đấy, 4 thân hoa nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000. 400.000 nha. Cho hình số 16. Số 17 này các bác này. 2 thân tư mới lại một mầm gốc này nữa. Đây mầm gốc đang lên dưới này rồi. Được 3 thân hoa thôi. Cái giò này thì em bán cho các bác với giá là 400.000 tiếp nhá. Cho hình số 17. Đúng không? Số 17 nha các bác nhá. Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lên cho các bác những chậu địa lan đẹp mà lại rẻ nhá, để các bác sưu tầm nhá. Đây, em lên cái giò rẻ rẻ nhất hôm nay nhá. Đây, à tự bán đây. Mười bảy bông hoa giò bé bé nhỏ nhỏ các bác nhá. Đây là để em bán 1.700.000 nha. 1.700.000. 1.700.000. Giò bé 1.700.000. Sao 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 sao. Xinh. Cú cầm máy. Hoa thì dài nha các bác nhá, đục rất to nhá. Cầm máy đi theo nó. Cứ cầm. Thì gọi trực tiếp cho em. Đây, giò này là giò số 1 này, 1.700.000. Đây, hoa rất là to. Đây. Đó, số 2 nhá. Đây. Chậu thứ hai là đây. Hoa đang lở đây, hoa đang lở rất to. Chậu này là 13 cành. 13 cành. 14 cành, đấy là 1.400.000. 1.400.000 là một giò to này. Và hoa rất là to. Rất là dài. Đây, hoa to đều lụ mà lá rất là xanh. Đây nha, còn cái giò bé đây, bên này là giò thứ ba. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Giò này là đây. Giò số 3 là 2 triệu, là 20 bông, 20 cành, 20 ngày hoa. Đây, hoa rất là xanh, hoa xanh sáng nha các bác nhá. Anh chị em nào ai mà hoa rất chuẩn bị rất là đẹp. Đây, hoa rất là sáng. À, rất là xinh xắn các bác nhé. Đấy, giò thứ 4 đây,
Đây thì cũng đang lũ rất là to. Em là đang chơi chọn thứ 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cho này là 13 ngồng là 1.300.000. 1.300.000 cho một cái giò lan rất là to đẹp, hoa thì dày to lắm, xanh trắng to lắm. Số 4 lan bỏ đây. Số 5 đây, một giò lan đây cũng là hoa rất là đẹp, đang rất là lỏ, hoa là ngồng rất là dày các bác nhé. Em đến là bao nhiêu tiền cầm này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cho đây là 17 nhé các bác. 17 ngầu hoa là 1.700.000. 1.700.000 cho hoa xanh trắng rất là đẹp các bác nhé. Đây, cho số 6 này. Đây, có một tượng đây, hoa thì rất là to dày. Hoa nhà em thì rất là hoa, rất là sai hoa hả? Nhé các bác. 1, 2, 3, 4, chọn dàn cơ học bằng tông cơ lưu cho em chậu này là 9 ngồng các bác nhá. Chậu này là 9 ngồng hoa này, rất là hoa rất là to dày các bác nhá. Đấy, 9 ngồng hoa 1.000.000 này, 1.000.000 nhá các bác nhá. 9 ngồng hoa 1.000.000 này, toàn hoa xanh sáng nhá, hoa xanh sáng rất là đẹp các bác, hoa xanh sáng nhá. Đấy, tiếp tục đến đây, chậu này là số 6 này, chậu này là 19 cành nhá các bác nhá. Nó trồng nhỏ nhỏ xinh xinh này này. Để các bác để lên bàn cũng được. Cái bàn nước thay cái chậu nhỏ nhỏ gọn rất là đẹp này. Cái chậu này lớn nhỏ này. 19 cành hoa đây là 1.900.000. Đấy các bác. Đây rất là đẹp, hoa rất đẹp, hoa xinh sáng nở rất là đẹp. Để lên bàn nước và lên thì rất đẹp, chậu nhỏ 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 gọn luôn. Cho nên là 1.900.000. Thấy chậu nhỏ rất là đẹp, xinh xinh rất đẹp. Đây 1.900.000. Đây còn chậu chậu thứ 7 đây các bác. Có chậu thứ 7. Các bác công chúa là anh chị nào mà thích cái loại to hơn thì em vẫn có chậu to hơn. Đây cái chậu này, đây là 17 cành là 1.700.000. Cái chậu này là cái chậu để trong bàn nước rất là đẹp. Đây chậu nhỏ gọn rất là xinh. Đấy. Là 1.700.000 là 17 cành. Cái chậu này chậu thứ 8 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cành, 16 cành ra, 2 cành loa là 18 cành. Chậu này có tính cho 16 cành hơn, 16 cành hoa là 1.600.000. Chậu này là các chấm chín rất là gần, rất là lỏ, lỏ một bông rồi. Cái hoa rất là sáng. Đây chậu này là 18 cành nhưng mà tính cho 16 cành, 16 cành già, 2 cành ngon là 1.600.000. Các bác cô chú anh chị em ai yêu thì có thể gọi cho em số điện thoại là 09153 09153187726 để kết nối trực tiếp Zalo đơn. Cho này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cho này là 17 cành rất là đang lở rất là đẹp đấy các bác nhá. Hoa xanh sáng này, hoa xanh sáng đây nhá, đất đang nở cành nhá. Cho này là 1.700.000. Chậu này là về dưới Hà Nội hay là ở đâu thì không phải lo nghĩ về cái việc mà không nở hoa nhá. Đây, chậu này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Chậu này 15 cành này, hoa rất là chín chín, nở rất là xanh nhá các cô chú anh chị và các bác nhé. Đây em còn chưa kéo hoa lên, cho kịp kéo hoa lên tí nữa là rất đẹp. Chậu này để lên bàn uống nước thay chậu là 15 cành là 1.500.000. Cho một chậu hoa rất là xinh đẹp, toàn là hoa xanh sáng nhé. Chậu 10 toàn là hoa xanh sáng nhé. Chậu số 10 là 15 cành. Có chậu số 11 đây, 11 đây. Chậu này thì còn chưa lở hoa nhá các bác nhé. Đây chậu này là còn đang lụ gần chấn chín, gần lở thôi. Và là lở một bông. Ở ngoài này nó sẽ lở một bông. Cành này đấy, hoa rất là xinh, rất là đẹp các bác ạ. Đấy chậu này là chậu 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cho lên 18 cây nhé các bác nhé. Chào này là 1.800.000 cho một giò lan to này. Và hoa thì hoa rất là dài nhé các bác nhé. Hoa thì mét hơn 1 mét này. Hoa lở rất là đẹp. Đấy là đế đến nhỉ. Đang lở đây. Xinh rất là xinh. Đây. Chỗ này rất là xanh nhá. 1, 2, 3, chỗ này lá 5, xanh 6, đều. 8, đều và cả 10, hoa. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Chỗ này 23. 23 cành hoa là 2.300.000. Hoa bông rất to, hoa rất là đẹp. Chỗ này em làm tán hết này, nó nhìn nó rất là đẹp. Chậu này là chậu 13. Chậu 13 nhé. Đây. Đây có chậu 13 đến 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cành hoa. Đây, 2 triệu. Chậu rất là to. Toàn là hoa xanh sáng nhá. Rất là to, hoa dài và hoa đây. Rất là to. Rất là dài. Bây giờ các bác yên tâm để về chơi Tết. Rất là đẹp. Chậu 14, có cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, 14. Đây chậu nhỏ xinh xinh này nhá. Các bác các chị. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Chậu này 13 cành nhá. Chậu 13 cành. Rất thích là để cái nhà nhỏ hoa không gian nhỏ thì các bác anh chị em vào chơi với cái chậu nhỏ nhỏ này. 13 cành là 1.300.000. Chậu này lên để lên bàn uống nước nhá. Trang trí rất là đẹp. Để lại đẹp. Chậu này 13 cây là 1.300.000. Đấy chậu này. Em sang bên những cái chậu mà to hơn cho các bác. Chậu hoa nó dài hơn các bác nhá. Đây. Sang lên đây có chậu này kìa, nó chính là chậu này chính là chậu này. Các bác mà muốn là lở muộn một tí thì chậu này rất là thích hợp nên chậu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 đây. Chậu là 20 là 2 triệu các bác nhé. Đây, chuẩn bị lở hé hé lở cho các bác nhé. Này mấy ngày nữa lở hết, gọi là một tuần là lở hết đấy các bác nhé. Đây, rất là đẹp, 20 cành là 2 triệu các bác nhé. 2 triệu. Để sang đây, các chậu này em sẽ cho các bác là anh chị em là hoa nó to hơn, hoa loại này em sẽ bán cái chậu to hơn này là giá nó sẽ cao hơn một chút với hoa kia. Đây chậu này của em là 20 ngọn hoa. Đấy, to hơn 20 ngọn hoa nhá. Chậu này phải tầm hai người ôm thì mới hết nhá. Hoa, một người ôm này là bán em bán 2.300.000 một chậu này. Chậu này là chậu số 14 là 2.300.000. 2.300.000 cho 20 cần hoa dài. Để hoa dài nhá. Hơn mét nhá, hơn mét nhá. Rất là đẹp, đang lở. Xung quanh rất là đều. Đấy. Chậu này rất là đều luôn nhá. Cả cái nụ hoa nó cũng hé ra hết. Chậu này về dưới xôi dưới Hà Nội hay là ở đâu thì nó cũng sẽ nở hết, nó không bị thối hoa vàn chín quả. Là chậu 15, chậu 15 đây, chậu này cũng là 20 cần hoa, cũng bằng một người ôm nhé các bác nhé. Giá cũng là 2.300.000 nhé các bác nhé. Đấy, các bác 2.300.000, các bác lở rất là đẹp này, vườn chín, rất đẹp. Chỉ có em là bán, đây, cái bán rất hợp lý cho các bác để các bác sưu tầm hoặc là các bác chơi hoa Tết. Đấy, nhà vườn em bán để giá hợp lý cho anh em chơi. Còn chậu này cũng đây, 16 cũng 20 cần hoa nhé các bác nhé. 20 cần hoa, chậu này 20 cần hoa, đây cũng là loại một người ôm nhé các bác nhé. Loại to vừa vừa một người ôm. Chậu này 20 cần hoa, cũng bán số 16 này cũng bán 2.300.000. Hoa lở rất là đẹp. Hoa đang lở đấy nhé các bác nhé. Hoa lở rất là đẹp, đang hoa xinh xắn rất đẹp các bác nhé. Đấy. Đấy. Sang đây. Chọn mà. Hả? Lò. Chọn 16.
chậu này chậu 16 em có chậu này nhỏ hơn. Chậu này nhỏ hơn nhưng nhỏ nhỏ nhưng mà hơn hoa rất là dài các bác. Hoa hoa này rất là dài nhá. Rất là dài nhá, phải hơn 1 mét nhá, lụi nhá. Đây, hoa này hơn mét nhá. Nhìn vậy thôi nhưng mà nó dài. 1 mét nhá. Xem nào, để em đếm xem bao nhiêu cháu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2, 3, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30. 30 hoa. Em đếm sơ là có loại, nó có 30 bông hoa nhé. Đây một cành, hoa này có 30 bông hoa. Còn có cái gì nó ít hơn, có cái gì nó nhiều hơn 30 bông. Mà cái chậu này thì em bán 100 một cành. Hoa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, chậu này là 1 triệu 500 thôi. Đây nhá, chậu này là 1.500.000 nhá. 1.500.000. Đây, như cái cành này nhá. Như cái cành hoa này là nó phải hơn 30 bông nhá. Có cái nó ngắn, có cái thì nó dài lắm. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cành hoa. Đấy chậu này. Này, này một vừa nãy là 1.500.000 nhá. Rồi, 16 cành hoa nhá. 1 triệu rưỡi nhá. Đấy. Còn chậu này. Anh xem hoa đây anh. Vâng, anh xem đây. Cái này mình ở đâu mang về đây? Em ạ, em ở trên làng Thái rồi. Vâng, cháu lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cháu lấy 15 cành hoa nhá anh chị, cô chú bác ơi. 1 triệu 500 nhá. 1 triệu 500. 1 triệu 500 là 15 cành hoa. Anh chị cô chú em ạ. Cô chú các bác này yêu thì gọi cho em. Cái chậu này chậu số 18. Chậu này là đây. Còn chậu số 19 này. Em đếm lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Chậu này là 1.900.000 nhé. 1.900.000. 900.000 được bông. Dạ, 100.000 được bông. Vâng, 100.000 bông anh. Còn có loại loại to hơn nữa thì là chậu to hơn thì nó sẽ bán cao hơn. Nhưng mà chậu bé bé thì em chỉ bán như thế thôi. Chậu to hơn thì em bán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bông là 1 triệu 200 nghìn. Như cái chậu này này, rất là đẹp hoa. Hoa này là hoa này. Hoa cần cũng rất là dài nhá. Cô chú anh chị là các bác ạ. Cô chú anh chị các bác là ai chưa có chậu nào chơi lan thì có thể liên hệ với em. Số điện thoại của em là 0915318726, có kết nối Zalo. Cho anh chị em nào mà chưa có chậu lầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn với lấy chậu lầu thì chậu to vừa không gian nhà mình hoặc là chậu bé thì có thể liên hệ. Chậu này nhỏ rất là đẹp ấy. Chậu này không phải hoa xanh sáng nhá các bác nhá. Chậu này là hoa vàng chanh. Hoa vàng nhá. Đây, hoa vàng hoa vàng chanh nhá. Xanh nhá. Đấy các bác, đây các bác xem. Cái chậu này này. Đây. Đây là con đây là để em đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cành là 1 triệu 200 như cái chậu này này, hoa vàng nhé các bác nhé, đây chậu hoa vàng, đây, lá rất là xanh, đây, tính cả bông non thì là nó là 13 bông nhé các cô chú các bác nhé, đây nhưng mà em tính có bông già thôi nên là có 12 bông, là 1 triệu 2. 13 bông nhưng mà có một bông non là không tính nhá. Đấy nên là có bông non dưới này không tính nhá. Là 1 triệu 200 nghìn. Đây còn tiếp theo là có cái chậu này 20 này. 20 là chậu hoa xanh nhá. Hoa xanh với hoa vàng là hoa nó to như nhau nhưng mà đây có người thích hoa vàng có người thích hoa xanh như là xanh sáng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Chậu này là 15 cành. Đấy là 1 triệu 500 nghìn. Cho cái chậu này 1.500.000 cho chậu 20. Tiếp theo có cái chậu 21 này. Cái rất là dài nhé các bác nhé. Chậu 21 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây chậu này là 13 cần hoa. 13 cần hoa là 1.300.000. 1.300.000. Anh em nào mà thích nghe chậu này vừa lở có 2 cành, có 3 cành đang lở đây. Đến đang trứng chín rồi, một tuần nữa hoặc là hơn tuần nữa đến Tết là vừa. Cái hoa này là các cô chú anh chị các bác nhé,
cái này chơi hoa là tức là lồng, nên là các bác cứ mua lỏ cho em là không phải lo là về rộng, hoa nó già nên là mình gửi về đấy nó mới không sợ hỏng. Đây các bác, sau này là 13 cành hoa nhưng mà 14 cần, à, tính 13 cần, cái cần này có một cần lon nhá, tính đấy là 13 cần hoa. 22 là chậu to hơn các bác, đấy là dòng to hơn. Đây là em sẽ để dòng to hơn là em bán 120 một cân. Đây một người ôm của em là to hơn, 120 một cân. Em đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chậu này của em 120.000 một cần thì chắc rơi vào tầm 19 cần thì chắc rơi vào 1 triệu 23 gọi là 2 triệu 3. 2 triệu 3. Vâng, 2 triệu 3. 2 triệu 300. 2 triệu 300 cho một chậu lan. Hoa thì rất là dài nhá các bác nhá. Đây, hoa đang nở, hoa rất là xinh. Hoa xinh lắm, chậu rất là đẹp. Như 2 triệu 300. 2 triệu 300.000 một người ôm nhá các bác. Có cái chậu đấy, chậu này rất là đều. Điều bông luôn nhé, lỏ đây, chuẩn bị lỏ cho chín này, hoa này rất là một bông trước đây nhé các cô chú anh chị nhé. Chậu này 2 triệu 300.000 cho cái mùa dìa này, đây là rất là đẹp đây. Oh, bông rất dày nhé. Rất là chậu to nhé, to rất là khủng đây, em lấy lên cái chậu to này cho các bác nhà một người ôn không hết nhá. Đấy nhá, rất là to, hoa đang lỏ đây. Hoa xinh xắn này, cần rất là to, rất là dày, hoa rất là to. Chậu này em sẽ bán, chậu này là hoa to, nhưng mà em bán giá hơi cao hơn. Chậu này là em sẽ bán 150.000 một cần cho các bác nhé. Em thấy không? Có tiền không? Kiểu là thằng em nó vào trên nhà tí mình đi. Tí nữa, tí cho hoa, quay sau hoa. 17. 17 cân hoa. Lúc là chỗ giò ấn bên dưới này. 17 cân hoa nhá, 17. Trọng 17 cân hoa là nhân 200 nhân 150 là sẽ phải hơn 2 triệu. Em chưa em bởi vì là em không biết tính mấy nên là nó không vào mấy. Nên là anh em cứ tính kiểu là cái loại cân hoa trọng to này là 150.000 một cân. Báo khách là tiền là chuyển khoản. Vâng, cây nhá. Vâng. Báo luôn không người. Anh em nào mà thích mua thì cứ chuyển khoản với em trước. Xong là em sẽ báo khách. Chuyển khoản gửi hàng nhá, uy tín nhá. Đây. Cho các bác gửi xe. Đây, cành này thì hoa nó dài hơn nên là nó sẽ là loại này loại khác nhá, nên là cành một ngồng trên 150. Không sao đâu mà. Chậu rất là to, đây chậu thứ số 2. Từ từ à. Rồi ok, quay đây. Chậu này chậu to nhá, em là mùng ôm. Nhà nào mà to hơn nữa thì dùng cái loại chậu to này. Cần hoa thì rất là to rồi. Em sẽ bán chậu này là 150.000 một cần hoa. Đấy, mua các bác mua giá tận gốc nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 cần hoa. 16 cần hoa. Đây, hoa dày. Đấy. Nhưng mà hoa nó trọng lan rất là to nhá, một người ôm. Hoa là hoa dày. Cước các bác tự chịu nhá. Hô giá này là các bác cước các bác tự chịu nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hoa dài cả mét, hơn mét luôn. Nên là các bác yên tâm này. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Có 150.000 một cần thôi. Đấy. Quá đẹp luôn. Ok, chuyển cái chậu nhỏ nhỏ lên nhá. Anh chị em nhá. Em đến là chậu nhỏ giá mềm. Chậu nhỏ này là 100.000 một cân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chậu này 12 cần hoa là 1.200.000. Đấy, có 1.200.000 mà bông nó đẹp như này này các bác này. Rất là xanh, rất là đẹp nha các cô chú anh chị em. 1.200.000 cho cái dè này. Đấy, các bác muốn lấy cái giò mày lại không ấy số à? Từ hôm nãy không ấy số đúng không? Vâng. Chết rồi. Chết rồi, thế này thì nói chuyện đếch gì. Rồi ok.
Đây. Đây giờ sẽ tôi lại em bán đây. Đây là 150.000 một cân nhá. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cân hoa này em lấy các bác là 1 triệu 400.000 nhá. 1 triệu 400. 1 triệu 400.000 là 9 cân hoa này. Đây một chậu rẻ rất là to, hoa thì to rồi. Rồi ok. Rất, to. Rất là đẹp nhá. Rất là đẹp. 1 triệu 400.000. Rồi ok. 1 2 3 4 5 6 7. Chậu này là 1 triệu nhá các bác nhá. 1 triệu. 7 cân hoa này. 7 cân hoa. Đây, như triệu. Nó nở rồi nhá. Rất là đẹp đấy. Nó nở rồi. 1 triệu này. 7 cân hoa, sắc to đỏ đấy. Rút hết. 1 2 3. Đỏ rực luôn này các bác này. Chậu này là 8 cân hoa. 8 cân hoa. Được không. 7 gọi là 7 cân hoa to, 1 cân bé là 8 cân nhá. Em cũng bán 1 triệu đấy các bác nhá. Đấy, 1 triệu nhá. 1 triệu, 1 triệu đây. Em sẽ lên cái giỏ bé bé để bán nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cho lại 16 cân hoa nhá các bác. 16 cân, 1 triệu 6 ấy. 1 triệu 600 nhá. 1 triệu 600, 16 cân hoa. Hoa rất là đẹp các bác. Đã rẻ rồi nhá các bác nhá. Quá rẻ rồi, cho nên là các bác đừng mặc cả nhá. Bác nào lấy chậu nào về quay cho em video nhá. Gửi vào Zalo. Cái này là 19. 20 cân hoa nhưng em chỉ có tính 18. 18 cân hoa đây. Tính 18 cân nhá. 18 cân. Đấy bác nào lấy 1 triệu 8. Cho là 24 cân nhá. Là 2 triệu 400 đó các bác ạ. 2 triệu 400. Đấy, rất rẻ nè, 24 cần nhá các bác nhá. Đấy bác nào cứ quay giò nào thì gửi vào Zalo cho em nhá, không vì là hôm nay quên mà không đánh số. Nào. Lên một cái giò Sato to này đi. Đây sao giò Sato to này. Sato to này giò này thì 30 cần nhưng mà giò này là 4 triệu rưỡi nhá các bác ạ. 30 cần 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi các bác ạ. Đây giò này 4 triệu rưỡi. Đỉnh cao nhá các bác nhá. Rồi ok. 32 bông nhá các bác ạ. 32 bông này các bác. 32 bông này em bán. Em bán là 4 triệu các bác nhá. 4 triệu 32 bông. Rất dài nhá, bông rất dài các bác ạ. Hơn 1 mét này. Rất là to. Gần lở đấy các bác này. Đó đây. 1 cân hoa nhá. Cái này không ngại. 32 cân hoa. 4 triệu 32 cân. Đây, cho này cho 30 cân nhá. Cho 30 cân này cũng là 4 triệu các bác nhá. 30 cân, cái này cần nó bé hơn bán giảm đi. 3 triệu rưỡi đi. Ừ, 3 triệu rưỡi. Cần bé hơn. Rồi, ok. 30 cân. Đấy, bác nào cứ lấy chuẩn quay lại cho em cái video nhá. Em không nhớ được đâu. Đây, em quay hộ dân. 21 cân này thì em bán 2 triệu rưỡi. Cần này cần dài hơn em bán 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi là không gửi cái ấy kia đâu. Không gửi cái bình ở dưới đâu chứ. Hay là gửi tất. Thế là cái chậu này chậu nhựa thôi là gửi hết rồi. À chậu nhựa à. Rồi ok. Chậu đẹp đấy các bác ạ. Không về không phải thay chậu nữa. 2 triệu rưỡi. 21 cần nhé các bác nhá. Rồi ok. Nốt chậu này đi. Cần 17 cân hoa. 17 tính 15 cân hoa nhá. 18 cần. 15 cần hoa to. Tính người ta chỉ tính cần to, to thôi nhá. Nở được không? Bé là không tính. Cần bé không tính nhá, nên là cần nhá, tính 15 cần hoa là chậu này là 1 triệu 500. 1 triệu 500 nha các bác nhá. Đấy, 1 triệu 500 này. Rồi ok. Thế rồi. Chào các bác câu nào. Chào các bác nhá. Hôm nay em thở cái đã. Ủng hộ em đi các bác ủng hộ người dân nhá.